trường học nữ sinh. Tớ chơi cùng được không? Trường học nữ sinh sẽ có gì thú vị? Cùng khám phá nhé các bạn nhỏ ơi. Không sao đâu. Wow, Vũ Phu như người hùng trong lòng các em vậy. Đây là Vũ Phu, học sinh mới của lớp mình. Ngồi đây đi. Đây là chỗ anh Gu Fu. Ai xuống phòng nào? Em à. Chia thành hai đội nha. Anh về đội em đi. Không, anh Gu Fu đợi tớ chứ. Ôi là trời, ai sẽ cùng đội Gu Fu đây? Quá đi. Vui chơi cùng nhau vẫn thích hơn. Mà sao các em cứ tranh giành suốt vậy? Chúng em xin lỗi ạ. Các bạn ơi, hãy vui chơi hòa thuận nha. Ôi, đang có chuyện gì xảy ra với mái tóc của Lucy vậy? Mái tóc dài ma thuật của công chúa Lucy. Wow, phù thủy Gu Fu, hãy cho ta một mái tóc đẹp như của Nasi. Cũng ba la gì bùa. Giờ thì ước mong của công chúa Lucy thành hiện thực rồi này. Cậu đè lên tớ rồi Lucy. Cậu nói được à? Tất nhiên, tớ là tóc ma thuật mà. Đáng yêu quá. Wow, công chúa Lucy vô cùng yêu thích mái tóc mới này. Lucy, tớ cần được làm sạch. Lucy. Và trong này, mái tóc của Lucy không còn được mượt mà như ngày hôm qua. Wow. Khó
Không những vậy, giờ mái tóc còn đem đến sự khó chịu cho Lucy. Búp bu, ngươi cho ta mái tóc tệ quá đấy. Nếu công chúa muốn có mái tóc đẹp thì phải gội đầu thường xuyên chứ. Nếu không thì... Ôi không! Đáng yêu quá! Các bạn ơi, chúng mình cũng nhớ hãy gội đầu thường xuyên để có mái tóc đẹp nha. Quái vật trên gác mái. Có thứ gì đó trên gác mái ạ? Có anh đây rồi. Để xem, Húp Vu sẽ làm gì đây? Xin chào. Ôi trời, lẽ nào trên gác mái có quái vật thật ư? Ta phải bắt nó để bảo vệ ngôi nhà mới được. Ái chà chà, vậy là hai anh em đã quyết định tự tay bắt quái vật. Có chuyện gì vậy? Có quái vật ở trên đó à? Hóa ra đó không phải là con dết. Đó, không có quái vật đâu hai con. Thì ra tiếng động do lũ chuột ạ. Nhưng chỗ này bẩn quá đi. Chúng ta cùng dọn dẹp thôi nào hai con. Cảm ơn hai con vì đã giúp bố. Nhưng lần sau, đừng lên gác mái một mình nghe chưa. Siêu anh hùng. Wow, màn biến hình của Búp Phu và Pando thật là ngầu quá đi. Nhưng ôi không, vì chạy không để ý nên Pando đã va đổ trong hàng mất rồi. Ôi trời, hai con phải dừng lại chúng lên như ban đầu. Chà, nào chúng ta cùng xem người nhận Cúc Phu và người sắt Pando sẽ dừng lại đống hàng như thế nào đây. Wow.
Có vẻ như thử thách dành cho hai bạn nhỏ vẫn chưa dừng lại. Lần này đối thủ của hai bạn nhỏ là một con bạch tuộc khổng lồ. Cú nói đi, Pando. Tuyệt vời! Và thế là con bạch tuộc cuối cùng đã bị hai bạn nhỏ tóm gọn. Mẹ ơi, sao không có ảnh sinh nhật của bà trong cuốn album này vậy ạ? Tại vì sinh nhật của bà mấy năm gần đây đều có rắc rối con à. Bà ơi, hãy cẩn thận. Những rắc rối mẹ sói vừa nhắc đến là gì? Chúng mình cùng đi tìm câu trả lời trong tập phim ngày hôm nay nha. Chờ xem, Quốc Phu và Lucy sẽ bảo vệ bà như thế nào đây? Hai cháu ơi, vào ăn hoa quả. Ôi không! Bà dừng lại, bà nội! Không được! Wow, hai vệ sĩ nhí bảo vệ bà cẩn thận quá đi thôi. Ôi trời, có chuyện gì vậy? Ôi không. Chúc mừng sinh nhật bà nội. Cảm ơn hai vệ sĩ nhí đã luôn bên cạnh bảo vệ bà. Goofu! Đi chơi bóng chày nào Goofu! Goofu, chúng ta phải chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai cơ mà. Chỉ một lúc thôi mà Cát. Đừng ỷ lại vào người khác. Tớ vẫn chưa sẵn sàng. Trở lại đi Pando. Cậu chơi tệ quá Goofu. Chúng ta trở về học bài thôi. Một lần nữa thôi Pando, đừng lo, Cát sẽ dạy chúng ta mà. Ôi, Goofu mải chơi quá, không chịu về nhà học bài. Thì kệ có Cát học giỏi. Tớ mệt lắm rồi, chúng ta về thôi. Quá muộn rồi, tớ phải đi làm việc khác bây giờ đây. Tại cậu cả đấy. Đừng lo Pando. Ngày mai tao có thể hỏi Cát. Ôi không,
Kufu và Pando vẫn không chịu học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Bắt đầu. Ôi trời, Cát không cho Gufu nhìn bài. Giờ thì Gufu và Pando sẽ làm bài kiểu gì đây? Gufu. Giúp tớ với. Đừng dọa dẫm vào tớ. Nộp bài nào các em. Em không biết làm bài này à? Thế là cậu bảo Cát sẽ cho chúng ta sao chép bài hôm nay. Các em không nên quá phụ thuộc vào người khác đâu, Gufu. Đây là một trong nhiều hệ quả của việc đó. Em xin lỗi cô à. Em sẽ không làm vậy nữa đâu. Được rồi, hãy sửa sai nào hay em. Dừng lại. Gufu, đừng lái xe quá nhanh. Mọi người ơi, chúng cháu muốn chơi nào. Được. Wow, Gufu và Bufo chuẩn bị tham gia lái xe ở khu vui chơi. Trông hai bạn ấy hào hứng trước kia. Nhớ là đừng lái xe quá nhanh đấy. Vâng ạ. Được không, Bufo? Sao lại không? Một, hai, ba, bắt đầu! Trời, Gufu và Bufo lái xe quá nhanh và liên tiếp gây ảnh hưởng đến mọi người. Dừng lại. Dừng lại. Tớ thắng cuộc nhé. Không, lo tớ chứ. Này hai cháu. Các cháu không nhớ những gì mà bác nhắc nhở à? Lái xe quá nhanh ở đây sẽ gây nguy hiểm cho mọi người và chính bản thân các cháu. Chúng cháu xin lỗi. Các bạn nhớ hãy tuân thủ nội quy ở khu vui chơi nha. Chăm sóc cho em bé robot. Wow. Này cơ cậu. Xem cái gì này. Ở trong hộp là gì đây? Bố con đã tạo ra chúng để các bà mẹ luyện tập chăm sóc em bé. Thì ra là như vậy. Thật ư? Chăm em bé dễ mà. Đồng ý. Tôi chắc chắn sẽ chăm em bé tốt hơn hai cậu. Các con có thể thử chăm sóc chúng. Cha, nào để xem Gufu và các bạn sẽ chăm em bé như thế nào đây ta. Yeah.
Đi pha sữa mau lên cát. Làm gì bây giờ? Chăm em bé thật còn khó hơn cơ. Chăm em bé rất là vất vả, nhưng các mẹ vẫn làm được vì chúng ta yêu các con. Dạ vâng ạ. Cô Phu, Jenny. Lạc trong bệnh viện. Hôm nay Vũ Phu cùng mẹ đưa em Jenny đi khám sức khỏe định kỳ. Nhưng mà Jenny sợ lắm nên đã òa khóc. Con ngồi yên đây với em nhé. Mẹ chạy vào nhà vệ sinh một chút thôi. Không có gì phải sợ đâu, Jenny. Thấy chưa? Ôi không! Kìa, Vũ Phu quên lời dặn dò của mẹ rồi ư? Sói mẹ vô cùng lo lắng và hớt hải chạy đi tìm hai anh em. Ôi không! Gufu! Xin lỗi anh! Jenny! Mình phải mau quay về với mẹ. Con sẽ bị lạc nếu cứ tự ý đi lại nơi đông người như vậy. Con xin lỗi mẹ ạ. Con sẽ không làm thế nữa đâu. Các bạn cũng nhớ, không được tự ý đi lại nơi đông người nha. Cơn mưa đồ ăn. Chà, Lucy đang ăn sô-cô-la trông thật ngon miệng. Ơ gì ở đây?
Aha. Wow, bảo bối của Alien kỳ diệu quá đi. Ngon quá đi à. Tớ mượn nó được không? Được chứ, khi dùng cậu phải dùng nó cẩn thận. Nào để xem, Goofu sẽ sử dụng chiếc súng này như thế nào đây. Họ chỉ còn cái kem này thôi à? Giúp họ đi à? Chúng ta nên tạo thật là nhiều đồ ăn cho tất cả mọi người. Ôi, Goofu đang tạo cơn mưa đồ ăn cho tất cả mọi người ở trong làng. Nhưng ơi không, anh nghĩ nó bị hỏng rồi. Goofu và Lucy phải nhanh chóng gọi Alien thôi. Cậu đã làm dùng chiếc súng đây. Tớ đã hiểu rồi. Chúng ta cùng dọn dẹp thôi.